Xin chào toàn thể các bạn, chào mừng các bạn đến với nội dung tiếp theo cho kênh của mình. Và như thường lệ thì mình lại tiếp tục truyền tải một chút cái hình ảnh về đám cưới của đồng bào dân tộc Hơ Mông trên quê mình các bạn. Và trước khi đến với cái hình ảnh đám cưới thì mình xin truyền tải một chút cái hình ảnh về một bạn gái cũng như là một người con sinh ra tại một bản Mông các bạn ạ. Và hôm nay thì bạn ý đã khoác lên cho mình cái bộ trang phục của đồng bào dân tộc người Mông và để đến tham dự đám cưới của bạn ý. Và hôm nay thì mình ghi hình một chút, mình xin ghi lại một chút cái hình ảnh bạn gái đó nhé. Và hôm nay thì mình sẽ nhường cái cuộc trò chuyện đó cho một bạn của mình. Và sau khi kết thúc cái cuộc trò chuyện đó thì mình lại tiếp tục truyền tải một số cái hình ảnh đặc sắc về đám cưới của đồng bào dân tộc người Mông trên vùng cao quê mình. Và xin mời toàn thể các bạn tiếp tục theo dõi video của mình nhé. Sinh này chắc đi làm nhiều anh để ý lắm nhỉ? Không có đâu anh ơi, em đi em không, nói chung là toàn họ đoàn trên mình già thôi anh ơi. Trên mình già, có sinh năm 2000 làm gì già. Chắc người ta nói ngược lại, người ta nói ra ý là khen sinh ý. Mà đi được gần một năm đã kiếm được người yêu đó anh. Dần dần rồi xác khác có người đến với mình chứ. Còn bây giờ có khi có mình lại không thích. Mà yêu làm gì vội, cứ ở như vậy cho trai nó thèm nhỉ. Yêu làm gì sớm. Bây giờ như thời bây giờ có 20 tuổi thì còn trẻ, cái tầm 25 tuổi đi. Nó yêu xong rồi làm các thứ mọi các nơi về mình nếu nó lấy sau chưa muộn. Con cái thì bây giờ đến 30 tuổi có con chẳng sao. Không phải là mình mà không nên lấy sớm, mà nếu mà có lấy sớm thì tốt, còn nếu như mà có muộn lấy muộn thì nó cũng là cái có cái hay của nó, bởi vì khi mà mình có chững chạc rồi thì mình có lúc có con cái các thứ thì mình không vất vả. Mà tóm lại là đeo gông vào cổ làm gì cho nó khổ nhỉ. Yeah. Trong khi đấy đi còn bị mẹ chồng soi nữa chứ. Anh thấy như các bạn đây là đi ăn cưới này này, là mẹ chồng đi theo, là đi cùng mẹ chồng đúng không? Nếu mà đi cưới là mỗi nhà là đi hai người thì nếu mà bố mẹ chồng hoặc không đi thì sẽ là hai vợ chồng. Không thì đi với mẹ chồng. Đấy. Ghi lại một chút hình ảnh ở phía cổng các bạn ạ. Ở đây thì mọi người đang bắt đầu chụp ảnh các bạn ạ. Chụp ảnh kiểu tượng xương ấy, mặc quần áo dân tộc và chụp ảnh. Ở phía trong này thì có các bạn đang ngồi chơi. Mình quay một chút cái hình ảnh ở phía này là cô dâu các bạn ạ. Bên cạnh là phù dâu. Chúng ta có hai màu khác nhau. Cô dâu thì có cái màu sặc sỡ một chút các bạn, có cái vòng sặc sỡ một chút. Đó là phù dâu của anh. Và mình quay một chút cái trang phục của đồng bào dân tộc người Mông. Bộ trang phục mà bộ váy như kiểu một bộ váy các bạn ạ. Bộ váy đến mặt lấy chồng các bạn nhé. Đây là mẹ cô dâu các bạn. Bạn kia tên là gì ấy nhở? Hôm nay được giúp kiếm tiền cho em. Đấy, bạn khá là xinh các bạn nhé. Giờ mình quay một chút hình ảnh về những cái cô gái Mông các bạn ạ. Mình quay hình ảnh ngoài cổng các bạn nhé. Ở đây thì mọi người cũng đã đến gần như là đông của bạn, những khách mời các bạn nhé. Và bây giờ trời nó đang ngớt mưa rồi các bạn, lúc đấy là trời nó cũng vừa mưa xong.
Rồi mình mới ra đây mình quay được các bạn. Thì có các cô các chú gia đình này ra lên để chào đón khách các bạn ạ. Cũng như thường lệ của tất cả mọi người khi cưới được các bạn đều phải có người nhà ra đây đợi đón khách. Nhưng mà ở đây nó là mình làm mông nên là mình quay tất cả các bạn cùng xem. Quay một chút cái hình ảnh trong tác chuẩn bị ăn cỗ các bạn ạ. Ở đây thì người nào đến trước thì sẽ ăn trước các bạn nhé, sắp xếp ra kiểu ăn trước. Ai đến sau thì sẽ ngồi sau. Và ở đây thì người ai ăn xong thì sẽ về và lại mọi người sẽ dọn tiếp, sắp tiếp một cái mâm mới. 80 mâm như nào, đất nó chật các bạn, nên là mọi người sẽ làm như vậy. Nên là ở khu bên này là đa số là toàn phụ nữ các bạn, phụ nữ sẽ ăn trước. Khi về bên nhà trai thì sẽ làm lễ một chút các bạn ạ, báo cáo tổ tiên đấy các bạn. Nghi lễ mà trước khi đón dâu về bên nhà trai các bạn, một bên là chú rể, một bên là phụ rể các bạn. Đây là bố của cô dâu. Chỉ quay một chút thôi các bạn nhé. Phong tục là như vậy các bạn, trước khi về là phải lạy và trước khi đến hỏi là cũng phải lạy các bạn. Mình đã ghi lại một chút cái hình ảnh bên nhà gái các bạn, cái hình ảnh cuối cùng sau bữa tiệc cưới các bạn nhé. Ở đây thì mọi người ăn cỗ cũng đã xong rồi các bạn và chỉ còn một phần nhỏ thôi, mọi người đã ra về rồi. Còn một số thanh niên đang ăn dở. Các bạn, đây là lúc mà chuẩn bị cô dâu về bên nhà trai các bạn nhé. Và đi theo thì có một số những cái vật đồ dùng cá nhân là đệm này, chăn, màn, quần áo và một chiếc tủ nữa. Cũng thường lệ so với các đồng bào dân tộc khác thôi, thì khi mà nhà gái cô dâu khi về nhà trai thì mang theo những cái vật dụng của mình. Đó là những cái chiếc tủ mà bố mẹ đóng cho và một số những cái đồ quần áo này, chăn này mà một phần của anh em tặng các bạn ạ. Anh em thân thiết gọi là tặng cho cô dâu trước khi về bên nhà trai. Và phía trước mặt đó là cô dâu các bạn, bà đón, đây là bà đón các bạn. Cô dâu thì có bộ trang phục nó ấy hơn một chút, sặc sỡ hơn một chút. Đó, cô dâu thì sẽ đi trước và sẽ vào cô dâu và bà đó sẽ đi trước một chút. Quay một chút cái cảnh mà rước dâu về bên nhà trai các bạn. Và đi theo đó là có ông đón, bà đón và ông đưa bà đưa các bạn và phù dâu, phù rể đó. Thì theo phong tục người Mông thì cô dâu sẽ đi trước một đoạn đó, cô dâu sẽ đi xa một đoạn các bạn, đi xa khỏi nhà một đoạn và sẽ đứng lại, và lát nữa thì chú rể sẽ đi sau đón. Mình truyền tải một chút cái hình ảnh cái phong tục của đồng bào dân tộc người Mông, đó là trước khi vào bên nhà gái, trước khi vào bên nhà trai thì mọi người sẽ ăn cơm một chút, ăn cơm và uống rượu một chút các bạn, như kiểu ăn cơm dọc đường các bạn. Đây là cô dâu, phù dâu. Cái này mình uống rượu cái này luôn này anh. Vâng anh, kiểu này luôn mà. Ôi, rơi hết ra ngoài rồi. Đấy các bạn, đây là sẽ tận dụng những cái lá chuối các bạn để là rót rượu ra uống này. Đây là mình truyền tải một số cái phong tục. Đây bây giờ mình lễ nghi. Bên nhà cậu là mời bên nhà em chị. Thế là cả hai bên nhà trai với nhà gái phải không ạ? Là mời nhau. Vâng. Đây các bạn. Đó là hai bên nhà trai nhà gái sẽ mời nhau một chút các bạn ạ, để trước khi bước vào bên nhà trai. Đó, đây là một số cái lễ nghi cũng như cái phong tục của dân tộc đúng không?
Đây là một số những cái đồ thịt này, cơm này mang từ bên nhà gái sang các bạn. Tôi lấy xong rồi. Bà sẽ trước khi ăn sẽ như kiểu là làm để cúng vào một chút các bạn, và sẽ ăn một chút đồ và sẽ chuyện. Đây các bạn, đây là một bên là cô dâu và một bên là phụ dâu các bạn. Cô dâu thì là có trang phục màu đỏ, dâu thì màu xanh. Đó, ở bên này là bên nhà trai các bạn. Nhà gái sẽ đeo sang mang sang bên nhà trai. Mời bên nhà trai các bạn. Đây là một số lễ nghi mà trước khi bước vào nhà các bạn, trước khi cô dâu vào bên nhà trai thì sẽ chia nhau bữa cơm các bạn. Cơm với thịt. Như kiểu là hình ảnh ăn dọc đường của Alisa các bạn. Thì đấy là dân tộc Lùng này, Mông này. Dao này có các bạn, tay không có, tay không có cái kiểu như này các bạn. Chứ là mỗi dân tộc thì có một cái nét khác nhau. Mình sẽ truyền tải một chút cái hình ảnh này thôi nhé các bạn nhé. Lễ để trước khi bước vào bên nhà trai các bạn nhé, cô dâu bước vào bên nhà trai. Ở đây thì theo phong tục người Mông thì sẽ có hai bạn nữ các bạn ạ. Hai bạn nữ này chưa chồng các bạn nhé, là sẽ đứng ra để cầm ô. Và sẽ có lát sẽ là như kiểu là che các bạn, che cho cô dâu và chú rể các bạn. Đó, đây là cái hình ảnh bên nhà trai các bạn. Mình đang ghi hình bên nhà trai. Mình sẽ ghi lại một chút cái hình ảnh về phong tục trước khi mà cô dâu bước vào nhà trai các bạn, bước về nhà chồng của mình. Đây là một số cái hình ảnh mà những cái đồ vật dụng từ bên nhà gái mang sang các bạn. Mỗi dân tộc có một cái phong tục khác nhau các bạn ạ. Mình sẽ truyền tải tất cả những hình ảnh gì mà liên quan đến cái đám cưới của bên đàng Mông. Ở đây thì được cử hai em rất là xinh sẽ ra cầm ô các bạn ạ. Cầm ô sẽ như kiểu bước cao hơn ô bên cạnh các bạn, như kiểu ô của bên nhà gái các bạn. Đồ đạc sẽ được chuyển vào trước các bạn, và sẽ người sẽ đi vào sau làm một số lễ. Thế thì theo phong tục người Mông thì sẽ cô dâu và chú rể sẽ được đeo cái này gọi là cái gì đây ông? Dạ. Vâng, sẽ là đội cái này lên đầu đi ạ. Vâng. Và sẽ có thầy làm phép sẽ cắt này ra làm đôi các bạn. Ở cái đoạn này thì sẽ có hai bạn gái. Ở phía nhà trai sẽ giơ ô cao hơn bên nhà gái các bạn ạ. Đó là những cái hình ảnh mà rất là hay của đồng bào dân tộc Mông, cao hơn bên nhà gái, sẽ cao hơn bên bạn cô dâu và chú rể, và bên phù dâu phù rể các bạn, đó, và sẽ dơ cao hơn các bạn. Và ở trong này thì có một kiểu gọi là tranh các bạn ạ, là tranh ô các bạn, đó. Bên nhà trai và bên nhà gái tranh cái ô các bạn. Khi nào mà tranh được bên cạnh ô thì sẽ được di chuyển vào bên trong nhà. Đây là cầm tay nhau thôi chứ các bạn. Đây các bạn ơi, đây là hai bạn này như kiểu là cầm tay nhau. Đồng bào dân tộc người Mông để được vào nhà thì mọi người sẽ phải tranh nhau dẫn tranh cái ô các bạn. Bạn gái kia phải tranh được cái ô của bạn trai này mới được vào nhà. Ở bên kia các bạn khi nào tranh được cái ô thì sẽ được vào trong nhà các bạn. Rồi, cái này không cái ô mất thôi. Nhưng mà được tiền các bạn ạ. Được tiền thì bắt đầu là được ô các bạn.
quay xa một chút quá ạ. Mọi người đến quá gần quá. Quay tranh rồi thì cô dâu và chú rể sẽ tiến sát vào trong phía bàn trong này, bội lên một cái giấy. Xin đầu các bạn. Yêu vui chú sống chú chế. Ôi chúng ta hỏi. Chú hữu ngay sống một bé. Chú hữu ngay sống một bé. Chú lễ thì cũng rất là đơn giản. Thưa các bạn, khi mà làm sau cái thủ tục này thì sẽ cắt tiếp một con gà nữa. Cắt tiếp một con gà nữa là xong các bạn. Chú sâu chú ta hỏi. Chú hữu ngay sống một bé. Cô dâu và chú rể sẽ được đội lên cái giấy đấy các bạn, giấy nhưng mà người cắt thành như kiểu là một cái thú các bạn, và sẽ cắt đôi kia và đủ các bạn. Sau khi mà lễ một lúc thì sẽ cắt đôi, và tiếp theo đó là cuối cùng con gà các bạn, và sẽ cô dâu sẽ được chú rể vòng lấy vòng qua thứ con gà này và sẽ cắt tiếp con gà, coi như là thủ tục đã xong.